Và cuối cùng, chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng nhé. Ok các, cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Chiều em. Một năm chất giả rồi ha. Tết này nhớ ưu đãi cái gì cho mình nha. Cảm ơn anh. Mọi người vất vả rồi, người quen tất vui vẻ nha. Còn mua đồ đó. Anh trái rồi nghỉ cái, đây đang tới rồi đó. Xuân Canh Tý, Tết Sắm, Realme Realme Smartphone.